Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ qua phương pháp thứ hai nha các em. Rồi, phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai. Là dựng mặt phẳng. Dựng một mặt phẳng vuông góc với giao tuyến, vuông góc với giao tuyến, à vuông góc giao tuyến nha các em. Thì cái phương pháp này thầy sẽ tóm tắt lại như sau. Đây là phương pháp cơ bản để xác định góc giữa hai mặt phẳng mà các em hay giải quyết cái bài toán về góc giữa mặt bên và mặt đáy. À, thầy đã dạy tương đối nhiều rồi, được chưa? Rồi, thầy tóm tắt lại như sau. Rồi, thầy vẽ mô hình hai cái mặt phẳng như thế này ha. Mô hình hai mặt phẳng như thế này. Rồi. Rồi, hai mặt phẳng như thế này ha. Rồi. Rồi. Đây là hai mặt phẳng alpha và beta. Hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng delta, được chưa? Hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng delta. Vậy thì phương pháp để xác định góc giữa hai mặt phẳng này theo cái giao tuyến này là các bạn sẽ dựng một cái mặt phẳng vuông góc với giao tuyến delta. Mặt phẳng đó sẽ cắt hai đường thẳng, à, xin lỗi, sẽ cắt hai mặt phẳng alpha và beta theo giao tuyến là hai đường thẳng A nhỏ và B nhỏ. Được chưa? B nhỏ. Thì thầy có thể vẽ tượng trưng cái mặt phẳng như thế này. Đây là mặt phẳng gamma đi chẳng hạn. Được chưa? Gamma. Rồi. Trên thực tế thì cái mặt phẳng gamma này nó tương đối là khó tìm. Các em có thể tìm bằng cách là dựng hai đường lần lượt vuông góc với giao tuyến mà hai đường đó nằm trong hai cái mặt phẳng alpha và beta. Được chưa? Còn tổng quát thì thầy gọi nó là dựng mặt phẳng vuông góc với giao tuyến. Thì khi đó góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta các bạn quy về góc giữa hai đường thẳng A nhỏ và B nhỏ. Như vậy thì thầy sẽ ghi như sau. Đó là nếu như thầy có mặt phẳng alpha giao với mặt phẳng beta là đường thẳng delta, đường thẳng A vuông góc với delta và đường thẳng A nằm trong mặt phẳng alpha, đường thẳng B vuông góc với đường thẳng delta và đường thẳng B nằm trong mặt phẳng beta. Được chưa? Thì từ đó thầy sẽ suy ra được là góc giữa hai mặt phẳng alpha và beta là góc giữa hai đường thẳng A và B. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một số các cái ví dụ nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ qua một cái ví dụ để các em hiểu rõ hơn về cách sử dụng phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng ha. Rồi, đề bài thì các em dừng video lại và ghi bài vào cho thầy. Nhớ là ghi bài và phải vẽ hình đàng hoàng nhé. Được chưa? Rồi, thì bây giờ người ta cho đáy là hình và hình chớp, đáy là hình vuông và cạnh đáy A vuông góc với đáy. Yêu cầu câu A là xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC. À, thì cái câu A này là một câu tương đối dễ. Thì thầy sẽ làm mẫu cho các em xem. Thì bây giờ chúng ta phân tích này. Hai mặt phẳng SAB và SAC cắt nhau theo giao tuyến chính là đường thẳng SA. Và bây giờ chúng ta đi tìm hai đường thẳng vuông góc với SA đi nè.
À, hai đường đó phải nằm lần lượt nằm trong hai mặt nhé. Vậy thì trong cái mặt phẳng NAB thì các bạn tìm ngay cho thầy một đường vuông góc. Cái giao tuyến chính là đường thẳng nào đây? À, chính là AB. Vậy thì tương tự trong mặt phẳng NAC, cái đường thẳng vuông góc với giao tuyến chính là AC. Như vậy thì từ đó ta có bài giải rất ngắn gọn sau đây. Ta có là mặt phẳng SAB giao với lại SAC bằng SA. AB vuông góc với SA và AB nằm trong mặt phẳng SAB. AC vuông góc với SA và AC nằm trong mặt phẳng SAC. Vậy thì từ ba điều này các bạn suy ra là góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC là góc giữa hai đường thẳng, xin lỗi các bạn, là AB và AC. Góc giữa hai đường thẳng AB và AC thì các bạn thừa biết rồi, tam giác ABC là tam giác vuông tại B, thành thử ra các bạn chốt luôn và bằng góc BAC. Mà vì ABCD là hình vuông cho nên là tam giác ABC sẽ là tam giác vuông cân tại B, nên là mà góc BAC bằng 45 độ. Giải thích: vì tam giác ABC vuông cân tại B, vuông cân tại B. Như vậy thì từ đó suy ra là gì đây? Là góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC bằng 45 độ. Hết sức đơn giản. Được chưa nào? Rồi, đó là nội dung câu A ha. Bây giờ chúng ta qua câu B nó tương đối khó chịu đây. Góc giữa hai mặt phẳng SAB và SCD. Bây giờ các bạn lại phải đặt ra câu hỏi cho thầy, giao tuyến của hai mặt phẳng này là đường thẳng nào? Đúng không? Rồi. Phần này thì các em đã học ở chương trình học kỳ 1 rồi đúng không? Phần quan hệ song song nó giúp chúng ta tìm giao tuyến trong trường hợp này. Thì chúng ta thấy là hai mặt phẳng SAB và SCD á, có điểm chung thứ nhất là S, thứ hai là AB song song với CD. Vậy thì từ đó các bạn suy ra là giao tuyến của hai mặt phẳng này chính là đường thẳng kẻ từ S và song song với hai đường thẳng nói trên. Được chưa? Như vậy thì các bạn trình bày là ta có thứ nhất là S là một điểm chung của hai mặt phẳng SAB và xin lỗi các bạn, này là giao nhé, giao với SCD. Rồi tiếp theo là ta có AB song song với CD và AB nằm trong mặt phẳng SAB, CD nằm trong mặt phẳng SCD. Vậy từ đó suy ra là mặt phẳng SAB giao với mặt phẳng SCD sẽ là một cái đường thẳng SX và song song với AB, song song với CD. Chưa? Chúng ta có cái giao tuyến thì vẽ như thế này. Rồi, SX ha. Bây giờ làm sao để tìm hai đường nằm trong hai mặt vuông góc với SX đây? À, đây là một vấn đề khó nha các bạn. Thì bây giờ các bạn quan sát nè. Cái đường thẳng SX tức là đường thẳng giao tuyến, như vậy là đường thẳng SX nó cũng nằm trong mặt phẳng SAB. Để bây giờ các bạn thấy là trong mặt phẳng SAB thì các bạn thấy là SX song song với AB. Mà AB lại vuông góc với SA. Vậy từ đó các bạn suy ra được là SA sẽ vuông góc với SX. Vậy đây là đường thẳng đầu tiên. Vậy thì các bạn sẽ ghi là trong mặt phẳng
SAB ta có là AB song song với SX và SA vuông góc với AB. Như vậy từ đó các bạn suy ra cho thầy là SA sẽ vuông góc với SX. Vậy đây là đường thẳng thứ nhất. Bây giờ tới đường thẳng thứ hai thì sao? Các bạn xem coi trong tam giác SCD này nó có cái quan hệ vuông góc nào giống gì không? Nó lại là bài toán kinh điển các bạn ạ. CD vuông góc với mặt phẳng SAD, đó là câu chuyện các bạn đã làm rất nhiều lần rồi. Đúng không? Vậy thầy viết cũng tương đối là nhanh thôi. CD vuông góc với AD. CD vuông góc với SA. Vậy từ đó thầy suy ra luôn CD vuông góc với mặt phẳng SAD. Vậy từ đó thầy suy ra được là CD vuông góc với SD. Và trong cái mặt phẳng SCD có là gì? SX song song với CD và SD lại vuông góc với CD. Vậy từ đó thì suy ra được là SD sẽ vuông góc với SX. À, thấy chưa? Thấy hai cái đường thẳng nó đã xuất hiện rồi, thấy chưa nè? Đấy. Thấy chưa? Vậy thì góc giữa hai mặt phẳng các bạn lập luận thôi. Hết sức đơn giản. Được chưa? Ta có. Rồi. Hai mặt phẳng SAB giao với lại mặt phẳng SCD là đường thẳng SX nha. SA vuông góc với SX. SA nằm trong mặt phẳng SAB. Rồi SD vuông góc với SX. Và SD nằm trong mặt phẳng SCD. Như vậy từ đó thì suy ra được là góc giữa hai mặt phẳng SAB và SCD là góc giữa hai đường thẳng nào đây? SA và SD. Và hiển nhiên thì góc giữa hai đường thẳng này chính là góc ASD ha. ASD. Rồi, bây giờ người ta cho đây là hình vuông cạnh A. Cạnh A là bằng A căn 3 ha. Rồi, vậy tính góc này thì không còn gì đơn giản hơn. Đúng không nè? Vậy nghĩa là xét tam giác SAD vuông tại A có tan góc ASD bằng AD chia SA là bằng A chia A căn 3 bằng 1 phần căn 3. Vậy từ đó suy ra được là góc ASD bằng 30 độ. Như vậy các bạn kết luận vậy góc giữa hai mặt phẳng SAB và SCD bằng bao nhiêu độ đây? Bằng 30 độ. Được chưa? Đấy, hết sức đơn giản, các bạn có thể khoanh tròn cái góc lại. Khoanh tròn cái góc lại ha. Dạ. Yeah. Đó. Ok. Rồi. Vậy thì thông qua cái ví dụ này thì các bạn thấy là chúng ta có hai loại các loại toán xác định góc giữa hai mặt phẳng mà chúng ta sử dụng cái phương pháp xác định thì nó tương đối là hay. Và cái dạng câu B này á là cái tổng quát cho cái dạng câu B, cái tổng quát là cái phương pháp này là dùng cho góc giữa hai mặt bên mà có hai cạnh song song. Được chưa? Vậy thì từ đây thầy cho các bạn một cái bài tập về nhà các bạn làm thử cho thầy xem là các bạn xác định cho thầy góc giữa hai mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC thử xem nào. Đây cũng chính là góc giữa hai mặt bên có hai cái cạnh song song. Vậy thì các bạn có thể làm tương tự nha. Bạn nào gặp khó khăn gì thì bảo thầy biết. Được chưa nào? Bạn nào ra kết quả thì các bạn cũng comment cho thầy biết luôn. Được chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta kết thúc cái phương pháp thứ hai.